chỉ có là đánh em một lần đầu tiên thôi, một lần đầu tiên trong đời thôi, là mới lấy nhau mấy năm đó là ảnh đi nhậu đó, em đi làm ở nhà ảnh thất nghiệp, ảnh làm rể mấy năm trời, vợ ở nhà thì lo cơm nước giặt giũ cho vợ, cho cả gia đình vợ luôn. Xong cái chiều là xong nhiệm vụ của ảnh là ảnh đi chơi tụ tập với bạn bè đó, banh này kia nọ, cái em nói là đi làm về em không thích là thấy anh mất tiêu vậy đó, anh phải có ở nhà. Thì ngày hôm đó nói rồi nhưng mà ảnh vẫn đi. Đi thì ở nhà mẹ cũng đã nói rồi, nếu mà con lỡ lên chỗ bạn bè của nó mà có nhậu á thì thôi con đi về đi, chứ con đừng có mà này kia nọ, mất công rồi nó quê trước mặt bạn bè. Nhưng mà tự nhiên lên không biết sao cái suy nghĩ mình lại không kìm được, tại lúc đó còn nhỏ quá mà. Lấy nhau lúc đó được năm đó thì mới sinh đứa đầu thôi, là mới có khoảng chừng 19 tuổi 20 tuổi gì thôi. Thì mới đi qua thì ba chồng á là mục sư, ông rất là mẫu mực, ông không có nhậu nhẹt, không hút thuốc gì hết. Thì tức mình quá mới đi qua nhà ba chồng, lôi ba chồng qua kêu con trai của ba về. Thì ba chồng qua cảm thấy là bị quê mình như vậy mà cứ để cho con dâu mình phải lôi kéo mình qua để nhìn thấy con mình nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè hút vậy đó. Thì ba chồng qua tức mình quá mới tán ông, tán chồng một cái. Thì chồng ông quê quá, quay qua ông tán mình lại cái, giống như là tán truyền vậy đó. Thì ba chồng mới lôi về, ông kêu bây giờ hai đứa về là nàng dâu đi đó, anh đi làm rể anh chỉ có một cái gương thôi, là có mấy bộ quần áo thôi. Thì ba chồng cứ về là kiểu như cũng quê mà, cho nên là không có nói gì vô can hai đứa hết, mà chỉ nói bây giờ là bỏ nhau đi. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ bảy trên kênh MCV Media và ứng dụng Netlove. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng nàng dâu, không biết họ ở khu vực nào đây. Bây giờ Quỳnh Linh sẽ cùng kết nối với gia đình hôm nay nhé. Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào nha. Nhà mình giới thiệu từng thành viên thế nào đi. Mình là con rể của mẹ, vợ mình là Úc. Úc. Trong gia đình có 4 người anh em. Mình đang hiện sống ở Sài Gòn, ở khu vực Gò Vấp. Còn mẹ vợ, gia đình vợ thì sống ở Bình Dương. Hiện nay hai bên là đang ở cách xa tầm khoảng 30 cây anh Quyền Linh đây. Gò Vấp hiện nay tình hình ổn chưa anh? Dạ ổn thì cũng như mọi nơi thôi anh ơi. Thì ra đường thì cũng khó khăn. Em làm bên hội thiện nguyện Sài Gòn, tụi em vẫn được đi ra đường để hỗ trợ bà con. Rồi, anh trai đi làm thiện nguyện rồi có chị gái đi không hay là chị gái ở nhà? Vợ em thì ở nhà soạn rau hoặc là đi phòng ra để cho đem đi phát cho bà con á anh. Trời đất ơi, thương không? Phát ở tuyến Thủ Đức á là mấy ngàn phần quà như vậy đó. Nhân lực không có đủ người thì mình cũng phải theo là để phụ đi theo xe tải này kia để hỗ trợ tới phát quà cho bà con. Là hôm qua mình đi hết 2.000 mấy phần quà, nhưng mà tuyến Thủ Đức đó là dự kiến là tới 7.000 phần quà luôn. Nguyên một đội như vậy đó thì gồm khoảng mười mấy 20 người á. Thì từ đầu mùa dịch cho tới bây giờ anh em cùng sát cánh làm với nhau. Thì mới vừa khoảng một tuần trước thì trong nhóm có một anh ổng bị dính, ảnh đi test mẫu gộp á, thì ở đầu là ảnh bị dính. Thì nhóm cũng rất là lo, lần đầu tiên mới có người bị dính vậy á, cũng hơi bị quảng. Rồi xong rồi bắt đầu mới tách ảnh ra, ảnh cách ly ở nhà. Thì y tế cũng là kêu mấy anh em trong đội là test rồi lại tất cả đều âm tính, chỉ đi một mình anh đó anh bị thôi. À, rồi tưởng đâu là sẽ bị ngưng, nhưng mà rốt cuộc là mình chỉ ngưng đâu một hai ngày rồi cái cũng tiếp tục xông pha. Bà con thì cứ đói, ngày nào cũng là nhắn tin, ngày nào cũng gọi, giống như là cái điện thoại của anh giống như là tổng đài viên vậy, cứ phải tiếp nhận liên tục kể cả ngày kể cả đêm. À, lúc nào cũng tiếp nhận liên tục, rồi thấy chịu không nổi cũng xông pha tiếp. Thì ba ngày sau cái anh trong nhóm test thì lại lòi anh đó ra tiếp nữa, rồi anh đó ra tiếp nữa, bị dính tiếp nữa, rồi cái lại cách ly anh đó ra nữa. Thì nhóm tiếp tục lại ngưng một ngày hai ngày nữa, rồi cái chờ ba ngày sau mới vừa test ngày hôm thứ tư thì cả nhóm tất cả là đều âm tính lại. Làm cái chương trình là cũng hiểu mà, bây giờ máy mình gần như nó cháy khét hết trơn rồi, tin nhắn không thể đọc được rồi. Thôi mỗi người một chút anh chị nha, mình góp được một phần nào đó cũng đem đến cái niềm vui hạnh phúc cho những cái hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này. Anh chị có mấy người con rồi? Dạ hai người con, đứa con lớn thì ngồi bằng áo hồng đó, đứa con đó là con gái lớn, còn một đứa nhỏ nữa là 8 tuổi hiện cũng đang ở với bà ngoại trên Bình Dương. Dịch này đưa cho bé nhỏ về trên đó ở cho an toàn, tại vì hai chồng cũng đi ngoài đường nhiều, cũng tiếp xúc nhiều, cũng sợ ảnh hưởng con cái nên đưa về bên đó ở cho nó an toàn. Nói chung là bé lớn hôm nay là 20 tuổi,
Đó, vợ chồng lấy nhau 21 năm rồi. Thì hai chị em là cách nhau là 12 năm. Rồi, xin chờ mời gia đình phía bên mẹ vợ nào. Cô là vợ của Hoàng Anh. Năm nay là cô 68 tuổi. Mà cô mới nghỉ chức con về đó. Mà hôm nay cô nghe nói có Quyền Linh, có ông thần dép tổ ông đó. Cho nên cô ráng cô ngồi đây nè. Dạ, cảm ơn cô. Con gái con đang học lớp mấy rồi? Dạ, con học đại học năm 2 rồi ạ. Cái lần đầu tiên mà anh gặp mẹ vợ đó, thì anh cảm giác thế nào về người phụ nữ ở Bình Dương? Hiện bây giờ là đặt cho mẹ vợ là người đẹp Bình Dương. Từ lúc mà dọn nhà lên Bình Dương là cứ kêu là người đẹp Bình Dương. Thì gặp mẹ vợ lần đầu mình ấn tượng á, mẹ vợ rất là hiền, nhìn vô khuôn mặt là biết người có học, cũng dễ, nói chung là cũng hòa đồng, như vậy coi mình như bạn bè nên dễ tiếp xúc và dễ gần hơn, không phân biệt là người lớn hay người nhỏ. Con gái con thấy bà ngoại con sao? Bà ngoại con thì nói chung là vui vẻ, hiền nữa, chuyện gì cũng lắng nghe tụi con nói hết trơn á. Kể cả con chơi với bạn bè cũng vậy, bạn bè con cũng thích nói chuyện với ngoại nữa. Bà ngoại thân thiệt quá đúng không? Rồi còn cô lần đầu tiên cô gặp con rể mình thì cô ấn tượng thế nào về người con trai ở Gò Vấp hả cô? Thì ấn tượng đầu tiên mà khi tới nhà chơi, tức là cô chơi với đang lúc ăn cơm á, cái nhà ăn cơm với canh chua cá, chú cá rúng á, cái xong cái cô mới nói là nó không biết ăn cá thì cô không có tin, cô mới cắt cá cô bỏ cho nó, rồi nó ủa giống như người ta có bầu rồi đó, cả nhà hết hồn luôn, tới chừng biết ra là nó là bốn anh em trai, không được người nào biết ăn cá hết, là từ đó cô ấn tượng tới bây giờ luôn. Rồi sau đó con rể về nhà cô cảm giác là mình hợp với con rể những điều gì? Cô thấy hợp với con rể cô là cô thích cái tính của nó đó, thì đâu đó rõ ràng, minh bạch, nó không có lợn cợn trong vấn đề mà tài chánh tiền bạc, và nó rất là thật thà. Nhiều khi nó thật thà quá thành ra thua thiệt luôn á. Với nó rất là nhiệt tình là khi mà giúp ai bất cứ một cái gì là giúp hết mình. Chẳng hạn như trong nhóm bạn ngủ từ xa, khi mà 11, 12 giờ khuya gì đó, hay 1, 2 giờ khuya gì mà mưa gió cỡ nào mà khi anh em mà cần tức tình đó, là nó sẵn sàng đội áo mưa đi tìm. Rồi con rể anh Hoàng Anh nè, anh hợp với mẹ vợ điều gì hả anh? Nhà thì mê âm nhạc, thì nói chung là em cũng biết đờn, hát được cho nhà hát, hay hát cũng được hết. Mẹ vợ hát hay không anh? Hay lắm anh ơi, hay. Giờ thì hát thử bài, ngắn gọn thôi. Hay thì cũng không hay lắm nhưng mà gọi là ok, nghe được. Bây giờ mẹ hát một đoạn đi cho người lên nghe. Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá, ánh trăng đang chiếu tan qua hè phố. Lãng mạn quá. Vậy thì cô cảm giác là mình chưa hợp với con rể như thế nào hả cô? Không thích con rể vô cái chỗ mà nó hay nói ào ào ào, nó nghĩ sao nó vậy ào ào, không có biết được lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà xong chút xíu rồi thôi à, chứ không có để bụng để dạ. Thật ra đó cũng là những cái con người tốt, thường ra người ta có gì nói ra hết, ta rút ruột ta nói ra xong rồi hết thôi. Còn sợ nhất là người mà giấu trong lòng ha. Anh Hoàng Anh thấy là mình có điều chưa hợp với mẹ vợ của mình. Không phù hợp với anh, mẹ vợ làm những cái món mà ăn á thì ok, nó thiếu cái gì á thì mới châm thêm vài cái nước mắm này thiếu chua, bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, là thêm vô. Có những cái món làm đồ ăn mà mình ăn không phù hợp nhưng mà vẫn ăn. Có bao giờ là em khó xử cái việc giữa chồng em với mẹ ruột của em không? Có nhiều lắm, tại vì tính tình của chồng em á là cứ hay là thẳng thắn, đôi lúc nhiều khi cứ hay làm tổn thương người này người kia, nói nhưng mà không có suy nghĩ ra là cái lời nói của mình là có tổn thương người khác hay không. Những lúc đó thì có khi nào giữa chuyện mẹ ruột em với chồng em cãi nhau mà hai vợ chồng cũng cùng cãi nhau luôn không? Mẹ em với lại chồng em thì không bao giờ cãi nhau hết á. Tại vì chồng em á thì ảnh biết chỗ nào là anh sai, để là anh lắng nghe để anh sửa đổi. Mặc dù là không xin lỗi nhưng mà cứ là để nghe là sửa đổi thôi, chứ không có mà cãi lại hay này kia. Bất kể hai vợ chồng 21 năm rồi nhưng mà lấy nhau thì chưa bao giờ là gây lộn người to tiếng hay gì hết. Chỉ có là đánh em một lần đầu tiên thôi. Một lần đầu tiên trong đời thôi, là mới lấy nhau mấy năm đó là ảnh đi nhậu. Đó, em đi làm, ở nhà ảnh thất nghiệp.
ảnh làm rể mấy năm trời vậy, ở nhà thì lo cơm nước giặt giũ cho vợ, cho cả gia đình vợ luôn. Xong tới chiều là xong nhiệm vụ của ảnh là ảnh đi chơi tụ tập với bạn bè đó, banh này kia nọ. Cái em nói là đi làm về em không thích là thấy anh mất tiêu vậy đó, anh phải có ở nhà. Thì ngày hôm đó nói rồi nhưng mà ảnh vẫn đi. Đi thì ở nhà mẹ cũng đã nói rồi, nếu mà con lỡ lên chỗ bạn bè của nó mà có nhậu á thì thôi con đi về đi, chứ con đừng có mà này kia nọ, mất công rồi nó quê trước mặt bạn bè. Nhưng mà tự nhiên lên không biết sao cái suy nghĩ mình lại không kìm được, tại lúc đó còn nhỏ quá mà. Lấy nhau lúc đó, năm đó thì mới sinh đứa đầu thôi, là mới có khoảng chừng 19 tuổi, 20 tuổi vậy thôi. Thì mới đi qua thì ba chồng là mục sư, ông rất là mẫu mực, ông không có nhậu nhẹt, không hút thuốc gì hết. Thì tức mình quá mới đi qua nhà ba chồng, lôi ba chồng qua kêu con trai của ba về. Thì ba chồng qua cảm thấy là bị quê mình như vậy mà cứ để cho con dâu mình phải lôi kéo mình qua để nhìn thấy con mình nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè hút vậy đó. Thì ba chồng qua tức mình quá mới tán ông, tán chồng một cái. Thì chồng ông quê quá, ông quay qua ông tán mình lại cái, giống như là tán truyền vậy đó. Thì ba chồng mới lôi về, ông kêu bây giờ hai đứa về là nàng dâu đi đó, ảnh đi làm rể, ảnh chỉ có một cái gương thôi, là có mấy bộ quần áo thôi. Thì ba chồng cứ về là kiểu như cũng quê mà, cho nên là không có nói gì vô can hai đứa hết, mà chỉ nói bây giờ là bỏ nhau đi đó, là bây giờ đó, chồng thì cứ đi về bên ở với ba mẹ, còn em thì ở với lại bố mẹ em đó, con thì em giữ, em nuôi, bà ngoại giữ. Thì nói vậy đó, mẹ em không đồng ý. Mẹ mới nói là bây giờ đó, tụi nó còn nhỏ, thì bây giờ cái gì anh cũng phải suy nghĩ lại, tụi nó còn trẻ thì bây giờ buông nhau ra thì đứa lấy vợ khác, đứa lấy chồng khác, con cái nó khổ. Thì chồng em mới cuốn gói này kia, cái vali đó, cái gương đó, bỏ lên xe về. Đi nửa đường á thì ổng giả bộ ổng tháo cái nắp xăng đó ra, ổng giục lại để ổng lụm lại. Thì cái ba chồng em hỏi tại sao không về, ổng nói thì ba đi về trước đi để con kiếm cái nắp xăng, mà thật ra là không có. Thì ổng cười yếu là ổng quay vô để ổng năn nỉ, ổng xin lỗi. Là hai vợ chồng em là khóc cả đêm đó, rồi xong từ ngày hôm đó cho tới bây giờ ổng không uống bia uống rượu luôn. Chỉ có khi nào đi tiệc tùng hay là bạn bè gì vui á thì ổng uống một hai lon thôi, chứ còn ngoài ra không uống và cũng không bao giờ đánh vợ hay lì kia hết. Chỉ một lần duy nhất trong đời đó là lúc mới lấy nhau được 2-3 năm gì đó. Thì anh Hoàng Anh đã nhận ra cái sai của mình rồi. Nhưng lúc đó đó cô, lúc đó cái cảm xúc của cô như thế nào khi mà con ruột, con gái ruột của mình bị người khác đánh như vậy hả cô? Cái cảm xúc cô thì cô cũng đau lòng, nhưng mà cô nghĩ lại là cũng tại vì con của mình sai. Thay vì á, muốn gì thì cứ để chồng mình về đi, mình nhẹ nhàng kêu về, giả đò nói là nhà có chuyện gì đó kêu về, rồi muốn gì thì về nhà thì hãy nói, cô đã dặn rồi. Chẳng những la lối đó, la cằn nhằn xong lại lôi ba chồng vào nữa thì cái đó rất là sai. Ngoài cái việc đó thì cô có giận con rể một cái điều gì không, hay là có mâu thuẫn với con rể điều gì? Chỉ là lúc mới lấy nhau thì nó cũng còn trẻ quá nên cái suy nghĩ cũng chưa có được chín chắn lắm á. Lúc đó thì cũng còn cái vẻ như hời hợt, kiểu như cũng ít có quan tâm tới vợ tới con này kia, thành ra là chỉ có cái điểm đó thôi. Nhưng mà thời gian thì mỗi một ngày có sự thay đổi. Như vậy Hoàng Anh đã nhận thức ra tất cả mọi thứ và đã và đang trở thành một người con rể rất là tốt trong mắt của mẹ vợ mình ha. Có bao giờ mà cô thấy rể mình mà tỏ thái độ ghen với con dâu, con ruột của mình chưa? Chưa, từ nào thì chưa có. Con người nó có hồi lúc mới quen nhau, lúc mới quen nhau thôi. Bạn trai cô cũ của con gái cô á, bây giờ vẫn thường, con này có chồng mà nó vẫn còn thương con nhỏ này. Nó hay tới lui nhà để kia, nó thăm nhỏ này, cho quà chỗ này khi gia đình đó. Con rể có ghen, nhưng mà nó ghen hiền lắm. Nó ghen hiền cô, và nó ghen nó chỉ giận vậy thôi à. Ngồi cho một lần hay là gì thôi à. Biết bà xã mình không có làm gì vậy nên mình không có ghen tầm bậy. Dù bạn bè tới đủ đi chơi ok, chỉ bình thường, miễn đừng làm bậy là được rồi. Nhưng mà gọi em đây ghen cực kỳ. Cái ngành của em là ngành dịch vụ, thì mình nói chuyện với người khách á, ok em, mai anh qua anh đón em. Ok em, mai anh qua đón rồi, có gì anh alo nha, nhớ bắt máy hay là gì đó vậy á, mà cũng ghen. Nói là mình ghẹo thôi chứ không phải là ghen. Rồi nói thì cái nói chuyện ngọt, đúng không? Thì mình chỉ nói vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình im lặng quá thì cũng không được. Vậy chứ anh có thấy ông già vợ với bà già vợ có ghen không? Có, nhiều ghen. Bà già vợ ghen dữ lắm. Ghen lên là cầm là ly, cầm chén rồi là chọi bố vợ không đấy. Trời đất ơi,
ông ngoại đẹp trai lắm, ông ngoại đầu qua đẹp trai lắm. Ngoại 70 mấy tuổi rồi mà ông ngoại rất là phong độ. Phong độ lắm, đẹp trai lắm. Cho nên bà ngoại còn ghen lắm. Anh có chứng kiến cái cảnh nào mà bà già vợ anh ghen với nhà vợ chưa? Có anh. Nhiều. Có, tức là nói nhiều mà là chứng kiến mà tận tai, tận mắt cũng có. Bà ngoại đặc biệt là mẹ vợ có cái tính cực kỳ hay mà chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào mà làm được. Chứ ông ngoại nhậu xỉn về, nhờ vậy đó. Cô vẫn chiều ông ngoại, vẫn chiều bố vợ. Nằm yên nghĩ anh cần cái gì, nước nôi hay gì lau mặt cái này nọ là im á. Rồi, để tỉnh đi sáng mai rồi biết. Không căng nhanh gì hết. Cứ chiều, để cho ngủ đi sáng mai rồi biết. Có anh, tại vì nói chung là mình cũng tò mò. Do nhiều chuyện thì ông ngoại thì đi giữ biệt thự cho người ta, đi làm bảo vệ giữ biệt thự cho người ta. Trong năm biệt thự á, bữa tối đó ở nhà ăn cơm xong rồi chở bố vợ về, thì vô tình tự nhiên mình gặp có cái bà đó đứng trước cửa biệt thự đó, thì mình không nói năng gì hết. Cái mình về mình chở mẹ vợ, chuyện nó cũng lâu rồi, về chở mẹ vợ lên, không nói năng, chở mẹ vợ lên, mẹ vợ lên làm một tăng la ôm sùm, xong bà đó đi về, xong rồi qua sáng mai ông ngoại về xin lỗi thôi. Anh là giá điệp có một phần là ngăn chặn được từ đầu thì nó sẽ không xảy ra chuyện dài sao. Sau vụ đó thì ông già vợ có trách gì anh không mà? Dạ không anh ơi, nói mày nhớ nha, mày chia sỏ tao cho mày vậy thôi. Cô ơi, lúc đó cô cảm giác con rể mình sao, cô có thương nữa không cô? Cô nghĩ là cái việc làm là đúng, cũng không nghĩ gì mà sâu sắc lắm, cô thấy là đúng thôi. Nhưng mà con rể nói cũng sai rồi, tại vì con rể trở lên rể về, cô nói chuyện rất là đàng hoàng, rất là nhẹ nhàng. Cô còn mời đối phương về nhà uống nước nữa, cho ngủ lại một đêm nữa. Rồi sáng mai mới cho về, và từ đó đối phương biến mất luôn. Không rất là đàng hoàng. Cô nghĩ rằng rể cô sẽ là điểm tựa cho con gái cô suốt cuộc đời. Rồi con gái, con thấy ba mình với bà ngoại mình như thế nào, con cảm nhận đi con. Dạ con thấy giữa ba với ngoại thì chẳng có hiềm khích hay xích mích gì, ngược lại là còn rất là thân thiện với nhau nữa. Ba cũng hay chọc ghẹo bà ngoại, thì bà ngoại cũng không có nóng tính, bà ngoại cũng giỡn lại. Thì con thấy cái điều đó trong gia đình mình đó, ai cũng hòa đồng khi với nhau đó, thì con thấy rất là vui. Rồi còn em gái, em thấy cái tình yêu thương giữa ông xã em với mẹ ruột của mình như vậy thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng cảm nhận là em hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác. Đó, nhiều khi em thấy đồng trang lứa của em á, nhiều bạn của em á cũng gia đình đổ vỡ hay này nọ, hoặc là một hai đời chồng này kia. Với em thì em thấy hạnh phúc cái là em lấy chồng ngay 21 năm mà vợ chồng của em thì không có chuyện gì để mà xích mích hay là giận dỗi hay là gây gỗ này kia để mà con cái hay phiền hay là liên lụy tới gia đình, tới cha mẹ hai bên. Đó thì em cứ giải quyết bình thường âm thầm và biết lắng nghe. Rồi giữa dĩ như hai đứa đều có tiếng nói chung. Và thí dụ như em cùng đồng hành với chồng em mà làm bên tài xế, em cũng đồng hành theo tài xế với anh. Đó, là để hỗ trợ anh trong công việc. Hai vợ chồng nói chung là bất cứ làm gì cũng đồng hành cùng nhau hết. Anh Hoàng anh ơi, thật ra đó nha, nếu Linh là ba vợ á, Linh tức lắm á. Thì lúc đó cũng về bữa đó thì bố vợ vẫn ở biệt thự đó, vẫn canh nhà. Nhưng mà qua mấy hôm sau là mình nói chung là em cũng né để coi không có chuyện gì không. Nhưng mà bố vợ thật ra đánh bố vợ rất là hiền. Con cháu làm gì? Con cháu làm gì làm. Nói chung là đừng làm sai thôi. Không có nói năng, không có chửi rủa gì ai, không có la làng vậy. Con cháu mà nhờ đi đâu à bố ơi. Chúc bố đi lấy giấy tờ đi con, đi mua này con. Là dẫn cháu trắng đi mua. Chứ không có nể hà. Không có nể hà. Bố vợ tuyệt vời lắm. Sau cái bữa mà anh dẫn mẹ vợ đi đánh ghen ba vợ đó thì ba vợ có nhậu với anh không? Thì gặp mặt bố vợ bình thường, như mình né giãn giãn một hai ngày thôi, mấy ngày sau là cũng bình thường, cũng nói chuyện bình thường thôi, không có gì hết. Bữa nào hai cha con nhậu nhau á, anh hỏi ba hôm đó thật là ba có giận con không nha. Hôm đó ba có em bây giờ em không thích nhậu nữa, chứ vui vui uống một lon hai ly thôi, chứ kêu mà nhậu mà bày ra nhậu kể cả gia đình luôn ngồi nhậu em cũng không thích uống. Nói chung uống nó mệt người đó, khó chịu, mình sáng mai mình làm việc không được. Như vậy là ba vợ rất là dễ thương á, chứ gặp Linh mà đóng vai trò ba vợ á, Linh sẽ kêu anh ra, Linh hỏi là ủa sao mày sao vậy.
Đáng lẽ mày phải gọi điện cho tao, nói này kia mày phải cùng phe tao chứ không phải tự nhiên mày mắc mớ mày chở bả lên. Thật ra là như vậy thì ba vợ rất là thương anh, hiểu anh. Mẹ vợ cũng thương và hiểu anh nữa. Để được cái tình cảm đó rất là khó. Hôm nay thì anh có muốn rằng nói điều gì với mẹ vợ của mình không? Muốn à? Trước mắt cảm ơn chương trình đã kết nối với gia đình nhỏ của em, ngoại, con gái và vợ. Cảm ơn những ekip chương trình đã hỗ trợ cái cuộc trò chuyện này. Cảm ơn Quyền Linh, người cũng thần tượng cũng lâu thì hôm nay mới gặp. Và một điều nữa, cảm ơn mẹ vợ đã chăm sóc con gái của Hoàng Anh rất là tốt. Hai đứa con rất là một tay bà ngoại lo từ nhỏ, kể cả đi học, đứa lớn đi học từ nhỏ cho tới lớn, cho đến đứa nhỏ bây giờ hiện giờ vẫn ở trên bà ngoại từ lúc 6 tháng tuổi. Lúc nào cũng chăm lo cho con cháu, không biết gìn giữ gìn sức khỏe của mình mà chỉ có lo cho con với cháu không. Bà ngoại ơi, giờ cũng lớn tuổi rồi nên chăm chút sức khỏe mình một chút để không lâu với con cháu, để con cháu nó vui hơn, nó phụng dưỡng nó vui hơn, cho tụi cháu nó trả hiếu cho ngoại và ông ngoại nữa. Rồi em có nhiều lời chỉ những lời đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra một người vợ cho em, đã đồng hành cùng em suốt hai mấy năm nay cùng một chặng đường, lúc nào cũng ok, đứng sau lưng hỗ trợ. Em mà nóng thì vợ em dìu xuống, chỉ nói cái này sai em cũng lắng nghe. Còn em gái, em cũng muốn ông xã mình thay đổi điều gì với gia đình của mình hay không? Dạ, em cũng muốn một điều anh thay đổi là lời nói thì cái gì cũng vậy, phải biết suy nghĩ trước sau như thế nào để nói không còn tổn thương mọi người nữa. Và cái tính của anh thì bớt nóng lại, biết kìm lại mọi lúc mọi nơi đó, chứ đừng có nóng mà lúc nào cũng ào vậy đó. Anh không xấu và nóng lên, ví dụ như anh không có phải là nóng để mà đánh lộn hay gì, nhưng mà kiểu như anh nóng lên anh gây, anh cứ quát lên rồi dùng những cái lời không hay với mọi người vậy đó. Thì em chỉ mong muốn là anh được sửa đổi như vậy để được hoàn chỉnh hơn nữa. Em biết mà ai cũng vậy, đâu có phải là hoàn chỉnh hết mọi mặt, thì phải có những cái này cái kia, nhưng mà em chỉ mong muốn anh thay đổi chút xíu vậy thôi. Với ảnh thì rất là thương vợ thương con đó, tuyệt đối là thương vợ thương con, không bậy bạ gì từ hồi nào giờ, cũng không có gái gú hay này kia là rõ ràng đâu ra đó lắm, cũng không bao giờ mà bỏ vợ một đêm nào hết. Ba mẹ con không con gái, nhưng mà đã lâu rồi con không về lại trên nhà, con coi những cái tấm hình á, những cái clip của ba mẹ đi làm thiện nguyện á, con thấy thương. Tại vì kiểu như là con thấy giữa cái tâm dịch như vậy này mà ba mẹ vẫn làm thiện nguyện rồi giúp đỡ mọi người á, con sợ là ba mẹ có chuyện gì. Có tự hào không? Dạ có. Nói chung là con với ba mẹ thì cũng ít nói chuyện với nhau lắm, kiểu như là cũng ít có hiểu nhau á, nhưng mà một khi đã nói cái vấn đề đó là nói hoài luôn. hoặc là có to tiếng với nhau thì cũng chút xíu thôi, rồi quan niệm sau là hết à. Rồi bây giờ bà ngoại nè, bà ngoại muốn con rể như thế nào, có mong muốn con rể thay đổi điều gì không, muốn chia sẻ điều gì với con rể của mình trong ngày hôm nay không? Cô muốn là con rể cô á biết kềm chế cảm xúc một chút, nói năng lựa lời một chút và bớt nóng tính vậy thôi, chứ còn hoài ra hoàn toàn rất là ok. Con hứa với mẹ vợ là cũng sẽ kèm lại. Ví dụ như lúc trước là 100% tính nó nóng, nhưng mà giờ kèm lại được giảm bớt từ từ. Nói chung là tại vì cái tính đó, mình thấy sai là mình không thể nào mình chịu được. Nó chướng mắt, nhưng mình thay mình vẫn chỉ, nhưng không có ghét bỏ gì ai hết. Tính mình nóng là mình làm liền. Chỉ có thấy là bức xúc là mình, cái tính này bức xúc là hãy nói liền, chứ không có đợi mà lâu lâu mà ghi mà là để nói rồi thôi bỏ. Thế nên mình giờ mình cũng biết là cái lời nói của mình nặng quá nên nhiều anh em nó cũng buồn, nhưng mà nhiều anh em nó hiểu thì không nói, còn nhiều anh em nó không hiểu thì cũng hơi buồn. Thôi mình sẽ cố gắng mình sửa chữa cái tính là mình bớt nóng lại. Được, tuyệt vời. Như vậy là ta đã cảm nhận được tất cả những cái khuyết điểm của mình rồi ha. Quyền Linh thay mặt chương trình này chồng cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn gia đình rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mong gia đình chúng ta sẽ yêu thương nhau mãi mãi, mong tất cả mọi điều tốt lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn cô, cảm ơn anh chị, cảm ơn bé rất là nhiều. Chào, ok.